Chị nói thật cho em biết là sau khi em đăng tải video lên thì người con của hai ông bà có về hay có điện về gì không chị? Tổng đến thời điểm hiện tại, số tiền quý nhà hảo tâm, quý cô chú chị gửi về giúp đỡ cho hai ông bà cũng như chị, đó là số tiền là... Cô cả đời chắc đó, chưa có cầm được khoản tiền này đâu. Tiền này quá lớn. Là cả đời là sao không? Coi như từ trước đến giờ chưa có cầm được cái số tiền như vậy. Nó đi ở mấy lúc đầu thì cũng có điện nhưng mà giờ thì coi như là nó cắt số điện thoại luôn, giờ điện cũng không được, giờ bệnh chỉ bệnh với ảnh bệnh cho nó hay, nó cũng không có điện, điện nó cũng không được mà nó cũng không có điện về luôn. Chứ mình ai cũng có số hết, con mình nó không có yếu mình phải chịu thôi sao vậy. Khổ con mà đây á, vui cho nó lo cho nó không tới vậy thôi, không biết sao giờ. Khổ mình làm cha làm mẹ thì phải lo cho con mà lại lo không được, bản thân của mình lo cũng không được thì làm sao lo cho con được. Khổ quá, khổ lắm. Dạ. Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Trà Vinh. Hôm nay thì Đồng quay trở lại tỉnh Trà Vinh để ghé thăm lại hoàn cảnh của hai ông bà. Nói về hoàn cảnh của hai ông bà thì rất là thương tâm. Không hiểu vì sao, không hiểu vì nguyên nhân gì mà người con ra đi, bỏ đi biệt xứ, bỏ lại hai ông bà trong căn nhà tan nát vậy quý cô chú anh chị. Hiện tại thì hai ông bà bệnh tật rất là nhiều, không thể đi lại được và phải nằm ở suốt ngày nằm trên hai cái giường quý cô chú chị. Hiện tại hai ông bà đang sống với một người con gái. Người con gái thì hoàn cảnh cũng rất là thương tâm, có chồng nhưng mà hiện tại chồng vừa qua đời, để lại hai mẹ con bơ vơ giữa cuộc đời. Hiện tại thì em bé còn rất là nhỏ. Hàng ngày thì người con gái của hai ông bà thì đạp trên chiếc xe đạp rất là cũ kỹ quý cô chú chị, đi bán từng tờ vé số để về lo cho thuốc thang cho hai ông bà này, rồi lo sữa cho con nữa. Cuộc sống thì gặp rất là nhiều khó khăn. Hôm nay thì Đồng quay trở lại đây để mang rất là nhiều niềm vui dành tặng cho hai ông bà. Hiện tại thì Đồng nhận được một số tiền rất là lớn, một số tiền mà Đồng cũng rất là bất ngờ luôn quý cô chú chị, để dành tặng cho hai ông bà. Bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú chị cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Đầu tiên Đồng với quý cô chú chị có thể bắt gặp được cái mặt tiền này, mặt tiền của căn nhà là nó tan nát vậy quý cô chú chị này, giờ cũng không thể sửa sang được. Thậm chí là hai ông bà bệnh đến nỗi là cái mặt sân trước này này cũng để cho cỏ nó mọc rất là tùm, không có thể dọn dẹp được quý cô chú chị. Còn cái mặt tiền này thì nó gần như hoàn toàn đổ sụp hết rồi, những lá dừa này này hiện tại nó mục nát và nó rụng xuống hết rồi, và những cái cây tre mà để giữ lá dừa cũng bị mọt mối ăn hết rồi đó, từ trên xuống dưới này. Ở đây thì gia đình có thiết kế một cái máng để hứng nước mưa để xài quý cô chú chị. Đây. Ông ơi, con chào ông. Dạ, chào bà nhé, chào chị. Dạ, con chào ông nhé. Ông nay mấy bữa nay sức khỏe sao rồi? Bữa khỏe, bữa si. Dạ. Coi như nó bị sốt quá. Dạ. Nó sốt liền liền, bị khám, nói bác sĩ nói cái phổi nó hành. À, bữa giờ thì ông có đi khám bệnh viện không? Không, khám bác sĩ, còn bác bệnh viện thì tới ngày mới đi lãnh thuốc. Đi đâu là bác mình bị sốt hoài, cái mới lại bác sĩ nó tại do cái mình lấy nước trong phổi á, rồi cái phổi nó làm như nó bị nó tổn thương do cái nước đó. Giờ thì ông có thể ngồi dậy và đi đứng được không? Đi được mà khó. Ông ngồi dậy được không? Được mà khó lắm. Coi như là nằm thì thôi chứ ngồi dậy cái lưng nó đau gì, thói quá cuộc sống. Thói quá cuộc sống rồi thoát dùng đĩa điện kia khó, đi là được nhưng mà chỗ nó rất là khó. Dạ. Nó nặng nề lắm. Dạ. Coi như nó teo, teo hết trơn rồi. Bác sĩ nói giờ phải đi tới chuyên khoa xương khớp mới trị được. Còn ở bác sĩ giường này chỉ là thuốc giảm đau thôi. Dạ. Không. Bữa giờ thì ông ăn uống được không?
ăn uống không được, ăn uống thua con gà ăn đó. Dạ. Ăn nhiều lần. À, là do sao là không muốn ăn hay ăn không được không? Cái bao tử nó làm như nó muốn ối ra hoài, cái miệng đắng ngắt, cái lưỡi đắng ngắt, ăn vô không được, coi như ăn lần chỉ một muỗng canh hoặc nửa muỗng canh là cùng. Chứ không có ăn được nữa, rồi già tiếng mình ăn thêm một chút như vậy nữa. Yeah. Rồi già tiếng mình ăn thêm một chút như vậy nữa. Cứ... Không biết đến bữa giờ thì khi con lên video thì con trai có điện về chưa? Không có điện gì hết chứ. Dạ. Coi như là nó không có, tôi nghĩ là đó thì tôi biết cái tánh của nó. Một khi mà nó được làm ăn nó khá giả, nó vui vẻ, nó điện về, nó kể chuyện thua lô đó la. Còn một khi mà nó gặp khó khăn thì thường thường nó nói với tôi là nếu mà nó điện về nó nói thì tôi lo, mẹ nó lo rồi mà không giải quyết được gì hết. Cho nên nó chọn cách im lặng. Im lặng là vậy là bao lâu rồi? Thì cũng khoảng 4 năm. 4 năm nay? Coi như là mình khoảng 4 năm chứ không có chắc 4 năm. Đâu có nhớ rõ đâu. Dạ. Nó chọn cách im lặng, nó thường tâm sự với tôi như vậy. 4 năm nay là không có điện về, không có liên lạc. Bởi vì là gia đình mình có đi tìm anh không? Trời ơi, bệnh hoạn thì không có đi đâu nổi đâu. Đâu có đi đâu nổi đâu. Mà tôi cũng biết cái đánh ý của nó là chọn cách im lặng. Nếu mà điện về thì tôi lo, tôi rầu mà không giải quyết được gì. Con nghĩ là người cha, người mẹ bao giờ cũng nghĩ một cái điều gì đó tốt cho con, chứ không bao giờ là nghĩ một cái gì đó xấu cho con. Đúng rồi, đúng rồi. Mặc dù là mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng rồi. Mình muốn cầu mong tốt, không có xấu. Dạ. Mà tôi nghĩ là chắc là như vậy. Chọn cách im lặng là tốt nhất. Dạ. Vậy ông nghỉ ngơi đi, con qua thăm bà cái. Cảm ơn thầy. Dạ. Đây cái củi này, để hàng ngày mẹ bé đi bán vé số thì là sẽ bỏ bé vô đây, hai ông bà trông. Con chào bà nhé. Bà thì có thể ngồi dậy nói chuyện được không? Được. Dạ, dạ. Mới thăm bệnh qua này còn đỡ. Dạ, con chào bà nhé. Dạ. Hôm nay thì con quay trở lại đây thăm lại hoàn cảnh của hai ông bà với người con gái. Dạ. Thì bữa giờ thì sức khỏe của bà như thế nào rồi? Cũng đã đỡ, bác sĩ nói xương khớp bây giờ nó yếu quá, ấy á, khớp nó bị thối quá khớp á. Dạ. Thành ra nhức lưng, nhức tay chân thì chỗ nào cũng đau trơn. Bà đi lại thì có đi được không? Đi chậm chậm được, chứ đi lại không được. À. Mò đi được. Là bà đi là phải vịn hả? Dạ, đi lần mấy cái này nè. À, là dạ hiện tại là bà là bị bệnh như thế nào? Thôi quá cho khớp. Rồi là bị bệnh gì nữa không? Viêm son sàn với lúc qua còn hoạt huyết não. À. Với thôi quá khớp, với viêm cái gì? Có loạn tiền đình. À. Dạ, bữa hồi giờ thì bà là mới đi khám về hay sao? Hổm đi nằm viện về rồi tái khám rồi lại rồi bữa nay bác sĩ nó bệnh với gan nhiễm mỡ đó. Dạ. Rồi không ăn uống gì được hết trơn, mệt hoài. À, vậy mà những lúc mà con gái đi bán vé số thì là cháu bỏ vô cái lồng này, cái cùi này. Bỏ xong vô cùi đó. Bà trông hả? Trông được dạ, không? Được. Cho uống sữa thì nó nằm đó nó uống à, rồi bà đổ sữa cho nó uống à. Ừ. Dạ. Không cảm ra nổi, bị dạ xương khớp đau hết trơn. Em chào chị nhé. Dạ. Đây là bữa giờ thì có đi bán vé số không? Dạ không, tại mẹ không giữ được, với mẹ mệt hoài á, cũng chưa đi bán được. Đợi mẹ đỡ xíu nữa mới đi, bỏ nó đây mới đi được. À, vậy bữa giờ thì cuộc sống gia đình thì lấy cái gì để mình sinh hoạt? Thì em cũng được, cũng sống hỏi mượn tiền của ông vé số á. Rồi tới lúc bán lại thì ông sẽ trả từ từ lại được, không có sao đó. Rồi bình thường là chị mà đi bán vé số là đi bằng phương tiện gì? Dạ em đi bằng xe đạp. Lúc trước thì đi bộ quanh đây, dắt chiều thì bán ít đó. Rồi sáng thì nó còn ít lại thì mình bán nó nhanh hơn. Là xe đạp là xe nào, chị có thể dắt em đi xem dạ không? Dạ. Chiếc xe này nè. Là xe có cái áo bà ba này hả? Không, xe này bữa nó bị hư rồi, cái không có đi được nữa. Cái giờ người ta mới cho chiếc xe này mấy chiếc là đi bằng xe này hả? Dạ.
Là đạp cót két gì hả? Dạ. Một ngày đạp nhiều không? Nhiều đạp cây từ đây ra tới cầu Mỹ Tức. À. Cầu Mỹ Tức ở ngoài Càng Long. Rồi dạ. Quay về. Để ngày đi xa. hai vòng vậy là mới bán hết số. Bình thường là mình trung bình là mình bán một ngày được mấy tờ? 150. 150 là mình lời được 150.000 hả? Dạ đúng rồi. À, có bao giờ mà bị ế không? Có chứ. Có lâu lâu thì mưa là hay bị ôm số. À. Có mấy lúc thì bị người ta giật số, kiểu như người ta mua có 2 tờ nhưng mà người ta rút một số mười mấy tờ. Mình không biết hay sao? Không biết, nói chuyện cái người ta đưa tiền thối mình đang thối, đây lựa thêm mấy tờ cái là người ta rút thêm. Trời ơi sao khó khăn lại gặp những cái cảnh như vậy. Dạ. Là mình có biết họ lấy không? Không, tới lúc mà mình đi ra ngoài mình bán chiều mình kiểm tiền lại thì mình mới biết là mình bị mất tiền chứ sao. À, là bị như vậy có nhiều không chị? Cũng lâu lâu mới bị. Ở đây là toàn bộ căn nhà của cô chú anh chị này. Bên này thì cũng bị sập hết rồi. Cái này mưa thì chắc tạt dữ lắm ha. Mưa là nó dột hết đến đây luôn. Nó dột tới nhà trong. Nó ẩm ẩm là do mưa dột. Cái này giờ mình nếu mà muốn lợp lại tôn thì có được không chị? Dạ được. Chị giờ thì theo chị thì sao? Giờ nếu mà mình lợp lại tôn nhà hay là mình dành số tiền để chữa bệnh cho cha mẹ? Theo chị ạ. Em muốn chữa bệnh cho cha mẹ. À. Tại sao mình không lựa chọn là lợp tôn để cho hai mẹ con ở? Có nhà thì ấy, nhưng mà cha mẹ bệnh thì không có tiền để chữa, rồi có cái nhà là có nhà mà cha mẹ bệnh hoài cũng vậy thôi, họ cũng không có tiền để lo cũng như không. À. Nói chung là với nhà cửa thì mình có thể lo sau ha, còn dạ. Cha mẹ thì chỉ có một thôi đúng chị? Dạ. Đây, đi xuống thăm cái bếp lại này. Bên này quý cô chú chị này nhìn này. Nó không còn gì luôn. Rồi là chị đi bán vé số để hai ông bà nhà dậy thì trộm cắp nó vô rồi sao? Em thấy nó hở. Nhà đâu có gì để trộm được đâu. Em thấy nó hở trước rồi sau tùm lum này. Dạ. Mang dép này to hơn nè, dễ mà. Mang dép. Rồi là khi ví dụ cha của chị như bị nằm như vậy thì dạ. Về vấn đề vệ sinh hay thì sao chị? Đi cũng được, ông đi từ từ thì ông đi được. Nhưng mà đi khó hả? Dạ đúng rồi. À, sáng nay không biết nấu gì rồi mà chị chưa thấy chùm củi đâu. Dạ có ram thịt đó, cho bà lão ăn. À. Rồi ông bị như vậy thì ông có thể tự tắm rửa được không? Dạ tự tắm rửa được nhưng mà không đi tới đi lui hoài được vì sốt á. Cứ đụng nước vô là cứ phải nằm liên tục, nằm cả ngày luôn. À. Có nắng thì đỡ ra ngoài phơi nắng xíu rồi đi vô. À, nãy giờ thì em trò chuyện trên kia chị, thì em có hỏi ông thì không biết ông có nói thật không. Bữa giờ thì sau khi em chị nói thật cho em biết là sau khi em đăng tải video lên thì người con của hai ông bà có về hay có điện về gì không chị? Có gọi cho em nhưng mà kiểu như là nói là thương cha thương mẹ nhưng mà giờ khổ quá là chỉ chọn cách là im lặng thôi, nhưng mà khi nào mà ổn định được thì mới muốn quay trở về xin lỗi ba mẹ thôi chứ. Gọi nói với chị sao, chị có thể chia sẻ của chi tiết được không? Dạ, nói là hai ơi, bữa em vô tình là có cái anh bên cái bên phòng trọ coi thấy cái clip rồi gọi cho em kêu em coi thì em quá em không muốn về nhà mà tại vì cuộc sống em nó khổ quá cho nên là em không có về được, hai với cha mẹ đừng có giận em. Nếu mà khi em có điều kiện được thì em sẽ quay về. Tại vì bây giờ là ở xa quá. Hiện tại thì đang ở đâu? Dạ, giờ qua bên Campuchia hả? 4 năm nay không có gọi về. Dạ. Chị có hỏi tại sao 4 năm không gọi về không? Nói tại vì bây giờ em khổ quá mà ở trong rừng á. Cũng không có liên lạc, cũng không có ra ngoài thường được. Cái vấn đề vừa chị vừa chia sẻ là đúng sự thật đúng không? Dạ. Là gọi về cách đây lâu chưa chị? Có 3 bữa. 3 bữa hả? Sao chị cũng nói là về đi, có gì khổ thì có gì ăn đó, cha mẹ thì không biết sống được bao lâu. Em muốn về nhưng mà tại còn con biết con đồ mấy đứa vợ rồi mà. Nói là em chưa về được, đợi em có ít tiền đó em về xin lỗi ba mẹ luôn. Chứ bây giờ đi qua đi lại cực lắm. Là hiện tại lúc đó là đi nghe nói là như đi chui á, chốt như vượt biên hả? Dạ. Là hiện tại đang làm công việc gì bên đó chị? Em không biết nữa, nói chuyện được mấy câu rồi là nói là em làm bên rừng á, không nói nhiều tại em mượn điện thoại của người ta.
Làm bên đó là nó không có cho xài điện thoại, không có cho gì hết á. Là chị gọi về cho chị không dám nói với cha mẹ luôn à? Không nói. Sao vậy? Sợ ông bà buồn khóc thêm nữa. Chị biết vì sao em với chị xuống đây em mới hỏi không? Em sợ nói trên đó thì ông bà nghe được, sợ ông bà có lo cho con trai lại thêm bệnh nhá. Nên là nói là hai giấu ba mẹ luôn đi, đừng nói. Coi như là em có lỗi, em không ấy đi rồi từ từ rồi. Em có điều kiện em về xin lỗi ba mẹ. Quan trọng là ông bà cô bác với quý khán giả xem kênh là muốn biết là người con vẫn được an toàn và vẫn còn đi làm đâu đó, chứ không phải là có vấn đề gì xảy ra trong đợt đợt dịch vừa rồi. Tại lúc đó là nó trốn đi, vợ chồng đi qua bên đó rồi cái không biết, cái người ta bị người ta lừa vô đó làm trong rừng á, nên bây giờ nó không ra được. Hiện tại thì vấn nạn ở Campuchia thì rất là nhiều, phổ biến rất là nhiều, có thể thậm chí là qua đó mà không có đường về luôn á. Bây giờ kiểu như nó lén, lúc trước cũng bỏ trốn nhưng mà không bỏ trốn được, người ta bắt gì người ta đánh. Giờ là phụ thuộc bên đó, ở bên đó hoài luôn hả? Dạ không biết nữa, nhưng mà nó nói để nó tìm, nó có người nhờ người giúp đỡ để được. Là ngoài mảnh đất này thì gia đình mình có ruộng trồng lúa gì không? Dạ không có, con miếng đất gì không. Mỗi lần mà nấu ăn đây thì chị có cảm giác sợ gì không? Gió dữ lắm, nó tạt vô là cũng không có nấu được, phải hết mưa mới nấu được. Cha bà không. Mình đi lên nhà chị. Dạ. Ở trưa nay thì sẽ ăn món gì? Cá của mẹ. Ông bà như bậy vành như vậy có ăn, phải ăn kiêng gì không? Dạ cũng không ăn đồ biển, chỉ mua cá xong với thịt cho ba mẹ ăn. Vì cô chú anh chị nhìn cái góc trong kia kìa, che bạc tùm lum luôn á. Cái đó là do mưa tạt hay sao chị? Dạ mưa tạt xong rồi cái nó bị rách xong. Nhưng mà giờ em nghĩ là cái này mà mình lập tôn lại với thân xung quanh thì tiền tôn thì chắc cũng không hết bao nhiêu đâu. Dạ. Quan trọng là giờ gỡ ra lại mấy cây trên đó còn xài được nữa hay không á. Mấy cây này mục hết rồi chắc không lên được đâu, phải thay cây á. Cái này là mình ràng vậy là sao, để che kín hả? Cho nó như là trong đây nó đồ tùm lum quá rồi nó bị mục quá, che nó lại bớt cho người ta đi vô người ta không thấy cũng kỳ. Tự chị làm hả? Dạ đúng rồi. Và giờ cho em hỏi thế này này. Dạ. Giờ chị là có dự tính như thế nào? Chị có muốn mình sẽ mua một chiếc xe máy để đi bán vé số hay là mình vẫn đi chiếc xe đạp? Mua chiếc xe máy thì mình đỡ mệt hơn, nhưng mà nếu mà em mua chiếc xe máy thì chi phí nó mắc, rồi em cũng không có tiền mua tã sữa cho bé, cũng không lo được cho gia đình được, nên em không có mua, cứ phải đi xe đạp. Vì nãy giờ mà có số tiền ông bà cô bác cho thì chị có muốn mua xe không? Dạ muốn mua xe, nhưng mà phải để lo cho ba mẹ xong cái mới mua được, mới có dư. Cái gì mua. Cũng nghĩ về ba mẹ vậy? Tại có bà với mẹ cuộc đời, nếu như mà không có ba mẹ thì cũng đâu có mình ngày hôm nay. Nói chung thì dù trong khó khăn thế nào thì vẫn luôn nghĩ về cha mẹ trước tiên ha chị. Dạ. Theo bản thân em nghĩ, không biết chị có nghĩ giống em không? Mình phụng dưỡng cho cha mẹ hay là mình có hiếu với cha mẹ, hay là mình muốn gần gũi cha mẹ thì mình đền đáp cha mẹ những lúc cha mẹ còn sống. Dạ. Chứ sau này mất đi thì không còn cơ hội nữa chị ha. Dạ đúng. Giờ cứ còn sống thì cứ lo được ngày nào hay ngày đó đi, chứ mất rồi mình cúng lên thì cũng đâu có được cái gì nữa đâu. Chỉ nhìn tấm hình cũng đâu còn ý nghĩa nữa. Giờ cứ lo trong bà chứ. Khi mất rồi cúng nói chỉ là giống như ngày nhớ cha nhớ mẹ. Kỷ niệm thôi. Là khi đó là hai ông bà là chỉ có chị với người em. Dạ. Người em đó thì lớn tuổi chưa? Nhỏ. Hôm nay cũng được khoảng 28 tuổi. Chị giờ làm sao, nếu mà được ông bà cô bác giúp thì chị có muốn đưa con gái đi khám một lần không? Dạ có, muốn đưa nó đi nhi đồng nhưng mà vẫn chưa có tiền để đi. Chị nếu mà được giúp thì chị có thể sắp xếp công việc á. Dạ. Cho ông bà khỏe xíu chị thuê xe đi một ngày lên đó kém bé xem sao. Dạ. em thấy bé là nổi mẩn rất là nhiều này. Dạ, bữa nay là nó lên cái đốm đỏ ở trên mặt luôn rồi. Cho nên nó lên tới cổ tới mặt luôn rồi, cho nên rất là sợ. Dạ.
Đây hình như là chiếc áo của ông này hả? Dạ, chiếc áo của ông hay ra làm cỏ, làm giường đâu. Mà giờ làm không nổi nữa để cỏ. Dạ, cái đó là giờ em chỉ tự em phải xịt thuốc á. Dạ. Khi nào khỏe rồi mới làm được hết. Mình ngồi đây đi. Dạ. Ông bà hiện tại thì quý cô chú chị ông thì mệt, ông ngủ rồi, đồng để cho ông ngủ nghỉ ngơi đi. Tại vì ông bị cũng bị phổi á nên rất là mệt. Bà thì rối loạn tiền đình với lại mấy bệnh về tuổi già á, nên cũng không thể ngồi lâu được. Nên đồng để cho ông bà nghỉ ngơi đi, đồng sẽ ngồi đây trò chuyện cùng với chị. Cũng rất là thương quý cô chú chị. Chị thì nếu mà có chồng thì cũng đỡ đần được phần nào chị hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà hiện tại thì chồng cũng mất rồi. Dạ. Một mình bon chen giữa cuộc sống gì đó. Có bao giờ mà chị đạp bán vé số mà chị nhìn vô người ta bằng lứa tuổi mình mà có cái cuộc sống không phải bon chen như mình, chị có tủi thân không? Dạ có chứ. Nhiều lúc mình thấy mình buồn lắm. Người ta có như mình đi ngoài đường thấy người ta là vợ chồng con cái đi chung một chiếc xe đi, còn mình thì con mình nó không có ba. Rồi mình thì phải vất vả lo cuộc sống gia đình, thấy cũng tủi. Dạ. Yeah. Những lúc đó chị có suy nghĩ gì không? Chạnh lòng, cũng khóc. Nhưng mà cũng không khóc được, hết nước mắt. Vì số mình vậy rồi mình đâu có cãi lại được. Giống như bây giờ mình phải vượt qua số phận chị ha. Dạ. Nhưng mà cũng chưa biết vượt bằng cách nào. Giống tại vì là chị giờ thì bán vé số đó chị đủ trang trải hàng ngày thôi. Dạ. Như nhiều người là nhìn vô nói là tại sao hoàn cảnh nhà em khổ như vậy mà khuôn mặt em không bao giờ thấy khổ nữa. Lẽ giờ khổ là phải than lên, phải ra vẻ u buồn cho mọi người thấy, cũng đâu có được gì đâu, người ta cũng đâu có giúp mình đâu. Dạ. Cho nên là không bao giờ thấy buồn, cũng lạc quan vui vẻ. Dạ. Tới đâu thì tính tới đó chứ giờ mình cứ buồn cứ rầu hoài cũng đâu được gì, tinh thần suy sụp, người nhà mình cũng sẽ buồn. Dạ. Yeah. Con chị. Tối thì chỗ ngủ của hai ông bà với chỗ ngủ của hai mẹ con thì mưa lớn thì có bị dột không? Dạ có, bên ba thì dột góc bên đây, mẹ thì tạt ở ngoài vô. À. Nhà thì nói chung là từ trước về sau quý cô chú chị hoàn toàn là bằng cái này là cái cửa hả chị? Dạ cái cửa nhưng mà đóng lâu quá nó mục rồi. À, vậy đâu giờ đâu có xài được nữa hả? Vậy dạ. Mỗi lần mà chị đi đâu đi bán vé số thì cứ để nhà trong lóc vậy. Cái cửa thì khép vô được nhưng mà nó bị hư á. Chỉ khép sơ sơ thôi nó vẫn tạt vô được. Tại nó hở. Cửa này hả? Dạ. Cửa này quý cô chú chị này đóng được không? Dạ đóng được nhưng mà đóng vô thì vẫn thấy được hết tất cả thôi. Đóng cho có vậy hả? Dạ. Bên kia cũng sập hết rồi kìa. Thôi giờ thì giống như chị thì là một người con gái nhưng mà cũng rất là nghị lực quý cô chú chị. Và luôn nghĩ về cha mẹ. Đồng nói có chị có muốn mua một chiếc xe để cho đỡ vất vả hay không? Có muốn lợp lại tôn để cho nhà nó đỡ bị dột không không? Nhưng mà chị lại trả lời một câu là thôi để lo cho ba mẹ trước. Ba mẹ chỉ có một chị ha? Dạ. Rồi bây giờ thì em sẽ mang tới niềm vui cho gia đình mình. Đó là em sẽ công bố danh sách và số tiền rất lớn quý nhà hảo tâm dành tặng cho gia đình mình. Dạ. Chị ha. Trước khi công bố danh sách quý nhà hảo tâm thì đồng thay mặt hoàn cảnh gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú chị trong cũng như ngoài nước rất là nhiều. Nhờ sự tin tưởng cũng như yêu thương của quý nhà hảo tâm mà những hoàn cảnh khó khăn có thể vượt qua được những số phận ngặt nghèo này, cứu lấy được sinh mệnh chứ ha. Dạ. Đầu tiên đó là cô My ở quận 7 gửi 1 triệu đồng. Cô Hồng Nguyễn ở Mỹ gửi 1 triệu đồng. Anh Phạm Huy Linh Vũ gửi 500 ngàn đồng. Anh Nguyễn Thanh Sang gửi 2 triệu đồng. Tài khoản thẻ 4 số cuối 6405 gửi 300 ngàn đồng. Trần Thanh Hoa gửi 500 ngàn đồng. Vừa Xoài Thu Vân gửi 1 triệu đồng. Nhân Võ ở quận 12 gửi 200 ngàn đồng. Huỳnh Kim Tam gửi 1 triệu đồng. Đỗ Đức gửi 1 triệu đồng. Đỗ Sĩ Út ở chợ Hoàng Hoa Thám gửi 2 triệu đồng. Kênh YouTube Hồng Ánh Vlog gửi 600 ngàn đồng. Bé Thiền Nguyễn 11 tuổi ở nước ngoài gửi 1 triệu đồng. Anh Lê Thanh Bình gửi 300 ngàn đồng. Chị Jenny Tăng gửi 2 triệu đồng.
chị Quyên gửi 2.394.000 đồng, Hiền Lương gửi 300.000 đồng, chị và chị Phấn ở nước ngoài gửi 5.500.000 đồng, chị Thảo bán trái cây ở chợ Hòa Bình quận 5 gửi 500.000 đồng. Chị Hiệp gửi 2.000.000 đồng, chú Huỳnh Hữu Hùng ở Canada gửi 500 USD, đổi ra được là 12.000.000 đồng. Cô Kim Quy gửi 500 USD, đổi ra được là 12.000.000 đồng. Cô Nga Trang Hoàng ở Hòa Lan, Sibay Kinis gửi cho 2 ông bà là 3.000.000 đồng, gửi cho người con gái là chị là 1.000.000, tổng cộng là 4.000.000. Tổng đến thời điểm hiện tại, số tiền quý nhà hảo tâm, quý cô chú chị gửi về giúp đỡ cho 2 ông bà cũng như chị, đó là số tiền là 53.094.000 đồng. Dạ. Sao khi mà nghe được số tiền thì chị thấy sao? Dạ, số tiền rất là lớn. Em không biết nói gì, em cảm ơn quý nhà hảo tâm, cảm ơn anh đã đưa lên để giúp đỡ gia đình em rất là nhiều. Dạ. Hiện tại thì chị có thẻ gì không? Có thẻ ATM gì không? Hay là sao? Dạ, không. Vậy giờ em đưa tiền mặt như vậy thì có nguy hiểm cho gia đình mình không? Dạ không. Em cũng lấy tiền nó cũng đi trả bớt nợ, cũng đâu có nhiều tiền. Giờ hiện tại nợ nhiều không? Nói thật coi. Nợ hai mấy gần 30 triệu. Nợ gì mà nhiều chứ ạ? Tại vì lúc trước là có mượn nợ như là ba mẹ bệnh á, rồi cái mượn ông với số, ông chủ đại lý cứ 3 triệu, cứ bữa giờ cứ mượn hoài á, lâu lâu cứ phải lấy mượn cho mua tải. Thiệt luôn hả? Nợ 2 mấy triệu luôn hả? Bây giờ thì vậy thì em sẽ gửi số tiền này cho chị ha. Dạ. Số tiền là hồi nãy em đọc là số tiền là 53.094.000 đồng. Em sẽ làm tròn thành 53.100.000 đồng. Dạ. Thôi bây giờ bây giờ thì đồng sẽ đếm để trao cho chị luôn. Dạ. Khỏi phải đếm lại ha. Dạ. Cái này là 1 này chị. Dạ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 em xếp lại cho 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Vậy cục đó là đúng là 50 triệu. 51. Dạ. 52. 53 triệu 09 mấy đó thì em. Dạ. Làm thành 53.100.000. Dạ. Đủ chị ha? Dạ. Chị xác nhận là nhận đủ tiền chưa? Dạ, em đã nhận đủ tiền ạ. Là 53.100.000. Dạ. Chị có gửi lời gì đến cảm. Dạ. Xúc hiện tại của chị như thế nào? Dạ, em rất là vui và biết ơn tới quý nhà hảo tâm như là tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình em. Cảm ơn anh đã đưa gia đình em đến để mà cho cộng mọi người biết đó, mà đưa giúp đỡ hoàn cảnh cuộc sống khó khăn của em về cũng đỡ nhiều. Em cảm ơn anh với các quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Ừ. Bây giờ thì mình vô để khoe niềm vui này với ông bà, cho ông bà vui chị ha. Dạ. Ông ơi,
À, đây là toàn bộ số tiền rất là lớn này. Đây, chị qua đây với ông đi. Ông, số tiền này rất là lớn, là mà quý nhà hảo tâm giúp đỡ cho ông bà với con gái, là số tiền là 53.100.000 đồng. À, cô cả đời chắc chưa có cầm được khoản tiền này đâu. Tiền này quá lớn. Là cả đời là sao ông? Con như từ trước đến giờ chưa có cầm được cái số tiền như vậy. Tới ngày hôm nay mới được cầm có chút xíu thôi. Ông vui không? Mừng quá, mừng dữ lắm. Dạ. À, dạ con. À, ông cảm ơn thầy nhiều, cảm ơn. Cảm ơn ông, cảm ơn ông bà cô bác. À, con cảm ơn, trước là cảm ơn thầy, sau là cảm ơn tất cả bà con cô bác, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm ở trong ngoài nước đã giúp đỡ cho gia đình tôi. Tôi thành tâm cầu nguyện cho các vị lúc nào cũng được mạnh khỏe, làm ăn khá giả để còn làm chuyện tốt nhiều hơn nữa. Thành thật cảm ơn. Dạ, con chúc ông nhiều sức khỏe nha. Cái số tiền này hy vọng thì sẽ dùng để chữa trị bệnh cho ông cũng như bà, cho ông với bà sống với con cháu muôn đời ha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Nơi đây khoe niềm vui cho bà coi. Thôi bà cứ nằm vậy đi, về ngồi vậy chóng mặt. Bà ơi, hồi nãy đến giờ thì đây là số tiền 53.100.000 đồng. Là số tiền này là quý ông bà cô bác trên kênh con nhờ con tới trao cho ông bà với con gái để có tiền trang trải cuộc sống á. Cảm ơn các nhà hảo tâm, các ơn cô bác anh chị giúp đỡ cho gia đình chúng tôi, rất ơn mạnh thường quân. Dạ. Cảm ơn mấy chú. Bà vui không? Bà dạ, khi vui. Mà thấy số tiền này vui không bà? Vui. Dạ. Là hồi đó giờ không có cầm tiền về, bởi vì gia đình nghèo đó. Tiền bà không có đâu có lấy đâu nhà mà cầm được. Dạ. Rồi con cũng chúc bà thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Vui hay sao? Sao khóc rồi? Thấy mừng quá tuổi. Quý của chú anh chị này. Thấy mừng quá rồi cả xúc động vậy đó. Dạ, mừng quá là khóc vậy hả? Dạ. Là mừng là vì mình được ông bà cô bác thương giúp đỡ nhiều quá. Số tiền lớn ha. Dạ. Dạ. Chứ nằm đây đâu có làm gì để có tiền đâu. Dạ. Do vậy thì là mừng quá nên là bà mới khóc thôi chứ không phải có chuyện gì buồn đúng không? Không có. Dạ. Mừng quá thì thôi. Dạ. Mừng quá khi nhận được số tiền cực lớn bà ha. Dạ. Dạ. Con, bà có muốn nói lời gì không? Cảm xúc hiện tại như thế nào? Bị gia đình thì túng thiếu quá đó, nhờ cô bác anh chị giúp đỡ. Cho chỗ nào gách mình sửa lại bớt, đừng cho che nắng che mưa cho vợ chồng con cái nó cháu nó ở. Dạ. Để mưa tạt là nóng tội nghiệp ổng. Dạ. Ổng yếu quá rồi, còn sống là đỡ theo ông theo bà cái nhỏ này khổ lắm. Dạ. Ừ. Những giọt nước mắt của người bà, những giọt nước mắt của người mẹ là nói lên tất cả những cái nỗi đau của mình bà ha. Dạ. Dạ. Đến sau mình mất hết thì ông thầy bà cái nhỏ này nó biết nhớ gì đâu hết. Dạ. Không có anh em gì hết. Dạ. Sáng tiền đây thì bà có gửi lời gì đến con trai của bà nơi đang làm việc ở phương xa không? Miếng nó có tốt là thương, là về thứ hai mà già này thì nó về nó thăm. Ừ. Chứ bây giờ nó mới biết nó đâu bây giờ. À. Tìm nó. Dạ. Ừ. Dạ con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, bà dáng ăn uống để chữa bệnh nha. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn nha chú. Dạ. Dạ. À, quý cô chú anh chị, thì sáng tiện đây thì đồng cũng thay mặt những hoàn cảnh khó khăn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Chúc quý cô chú anh chị, quý nhà hảo tâm thì thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Cảm ơn những tấm lòng yêu thương của quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị trong cũng như ngoài nước chị ha. Dạ. Đã luôn hướng về những hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam, giúp cho những hoàn cảnh khó khăn có thể vượt qua được những giai đoạn ngặt nghèo. Chị có nghĩ rằng là đây giống như là mình giống như là vớ được, giống như đắm nước mà vớ được cái phao không chị? Dạ đúng rồi, giống như là một giấc mơ vậy đó. À. Không ngờ là mình được giúp đỡ nhiều lắm vậy. À. Tại dạ. Vì cuộc sống thì ngày bán được trăm mấy thì cũng chỉ đo trang trải được cuộc sống thôi chứ đâu có được nhiều tiền đến vậy đâu. Là chị giờ giống như nói mình đang mơ hả? Là giúp dạ, được số tiền lớn như vậy hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Ừ, em cũng chúc chị thật nhiều sức khỏe để lo like, dạ. Hai cho hai ông bà nhé. Dạ. Dạ. Thì ráng sắp xếp cho đưa bé đi khám đi. Dạ.
Chắc Đồng cũng xin phép kết thúc video tại đây quý cô chú chị. Đồng một lần nữa thì thay mặt hoàn cảnh hai ông bà cũng như người con gái gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú chị ở những video tiếp theo của Đồng. Đồng xin kính chào.